tin từ Australia cho biết vấn nạn lừa tiền mua chó giải khuây giữa đại dịch. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Australia ACCC vào hôm 19 tháng 5 cho hay, thành phần mà những kẻ lừa đảo nhằm đến là người cô đơn đang bị áp lệnh phong tỏa nhằm ngăn đại dịch COVID-19, muốn sở hữu một con chó Bulldog Pháp và các giống chó nổi tiếng khác. Lượng người tìm mua thú cưng ở Australia đã tăng vọt với tổng số tiền chi cho dịch vụ này tới 300.000 Úc Kim chỉ trong tháng 4 và cao gấp 5 lần mức trung bình hàng tháng. Phó Chủ tịch cơ quan ACCC bà Delia Ricard nói, rất nhiều người buộc phải ở nhà và lên mạng mua thú cưng để vượt qua nỗi cô đơn giữa lệnh phong tỏa. Thật không may, việc nóng lòng có thú cưng mới và bối cảnh bất thường do COVID-19 đã khiến việc phát hiện đâu là thật, đâu là lừa đảo và càng khó khăn hơn. Do lệnh hạn chế trong đi lại, người mua khó có thể xem chó trực tiếp và những kẻ lừa đảo lợi dụng bối cảnh này yêu cầu người mua trả trước để thanh toán cước vận chuyển, sau đó mất hút. Bà Ricard nói, không may là một khi bạn đã thanh toán xong thì người bán sẽ cắt mọi liên lạc. Cơ quan ACCC còn cho biết các giống chó như Cavoodie, lai giữa Poodle và Cavalry King, Cross Spaniel và Bulldog của Pháp là những giống chó phổ biến được bọn lưu manh sử dụng làm mồi nhử và người tìm mua chó. Bà Ricard còn cảnh báo mọi người đang cố gắng tránh bị lừa bởi những bức ảnh cún con đáng yêu và những kẻ lưu manh đăng tải. Nếu giá thành lại ổn nữa thì khả năng bị lừa đảo càng cao. Số tiền bị mất do nạn lừa đảo bán chó trong 4 tháng đầu năm 2020 gần bằng tổng số tiền người Australia mất trong các vụ lừa đảo tương tự cả năm 2019. Trong khi đó thì người dân Australia bị lừa mất 700.000 Úc Kim liên quan đến virus từ đầu năm nay.